Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả Độc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Thạch Mộng trầm sắc lạnh lẽo nói: "Bị trừng phạt trăm ngày ngươi chưa thấy đủ sao?" Cổ Thạch càng lộ sát khí, thân hình di động mau đến về phía Thạch Mộng. Chàng tự biết tên này cũng đã học được công phu quỷ thư như cha của hắn. Nếu để cho hắn thi triển quỷ thư, thân ảnh của hắn chẳng khác nào ma quỷ, không còn cách nào biết đối phương biến ảo ra sao nữa. Tuy chàng đã luyện thành đại thừa thiền công, chỉ sợ rằng vẫn chưa bằng công phu quỷ mị của quỷ thư. Tâm niệm chuyển động, chàng không để đối phương tiến gần hơn nữa, liền gầm lớn: "Tiếp chiêu!" Bí phủ thần công theo tiếng gầm phát ra, chưởng phong cuốn tới. Thế nhưng Cổ Thạc đã căn bản không nên đón chưởng của chàng, hắn lạng thân người ra tránh khỏi. Thạch Mộng cười lớn ha hả nói: "Người thi triển công phu ma quỷ kia ra đi, chớ tưởng ta sợ các thứ ma quỷ ấy đâu nhé." Cổ Thạc vẫn di động cước bộ liên hồi. Thạch Mộng lạnh lùng nói: "Mặc cho ngươi muốn thi triển công phu quỷ mị gì, Thạch Mộng ta sẽ đấu một chiêu phân cao thấp với ngươi, không cần đến chiêu thứ hai." Nào ngờ chàng vừa dứt tiếng thì đột nhiên Cổ Thạc đã dừng lại nói: "Thạch tiểu tử, ngươi dám giữ lời hay không?" "Thạch Mộng ta xưa nay chỉ một lời." Cổ Thạc chưa đáp, đứng cạnh Thái Hải Vật Tẩu đã lên tiếng: "Thạc nhi, hôm nay con chỉ có thắng chứ không được bại, nếu không..." Cổ Thạc ngắt lời cha: "Dạ dạ, im đi, hãy tiếp y một chiêu rồi nói sau. Chỉ một chiêu con phải thắng, không được đánh tới chiêu thứ hai." Thạch Mộng lạnh lùng nói: "Người xuất thủ đi." Cổ Thạc giận dữ, toàn thân run lẩy bẩy gầm thét: "Thạch Mộng, người dám đại ngôn cho rằng ta không tiếp nổi của người một chiêu ư? Người cứ xuất thủ trước đi, ta mà không tiếp nổi người một chiêu, ta sẽ tự tận ngay tại đây, không có một lời quán trách." Thạch Mộng đã âm thầm đề dẫn đại thừa thiền công, chàng nghiêm mặt nói: "Cổ Thạc, hãy tiếp chiêu." Chàng lướt thân người đến, đơn chưởng đẩy ra nhẹ như gió thổi, thoạt trông như không có sức mạnh nào đáng kể. Thất Hải Vật Tẩu ở ngoài nhìn thấy thế kinh ngạc, Cổ Thạc còn kinh dị hơn nữa. Song chưởng của hắn phát ra, chưởng phong rít lên điên cuồng chụp tới. Đột nhiên Thất Hải Vật Tẩu hoảng hốt rồi gầm to: "Thạc nhi, lùi lại mau." Nhưng câu nói đó chưa kịp nói xong thì song chưởng của Thạch Mộng và Cổ Thạc đã chạm vào nhau. Bình một tiếng dữ dội, đại thừa thiền công cuồn cuộn tới như sóng gào bão lớn, ập xuống thân người của Cổ Thạc. Cổ Thạc rú lên thê thảm, há miệng phun ra một giọt máu, sắc mặt vàng bệch, toàn thân run bần bật. Thạch Mộng vẫn bình tĩnh như thường nhìn hắn. Thất Hải Vật Tẩu gầm vang: "Tiểu tử, người dám!" Bóng xanh giọt tới năm ngón chỉ, cùng dương ra bắn tới năm luồng chỉ phong. Thạch Mộng đẩy mạnh chưởng quát: "Ác báo nhãn tiền, người chớ quán trách." Lại một tiếng rú thê thảm nữa, Cổ Thạc lại phun thêm một giọt máu tươi, rồi ngã vật xuống đất. Cùng lúc chỉ phong của Thất Hải Vật Tẩu đã bắn đến nơi, Thạch Mộng đẩy mạnh đơn chưởng thiền công phát ra, đẩy chỉ phong của đối phương vẹt sang một bên, biến mất giữa không trung. Thất Hải Vật Tẩu hầu như biến thành một tên điên cuồng: "Tiểu tử, ta nếu không xả thầy người ra trăm mảnh, không xứng đáng mang danh động chủ Xà Dương động phủ nữa." Hắn gần như là liều mạng xông lên. Thạch Mộng trừng một quan đến hắn, hốt nhiên chàng nhìn thấy trong hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng biết âm hàn lạnh lẽo. Chàng hơi giật mình cả kinh bật kêu: "Xà Ma Công!" Dội vàng chàng đề dẫn đại thừa thiền công phát huy công phu thiền định. Thất Hải Vật Tẩu gầm to: "Tiểu tử, người học ở đâu được công phu đại thừa thiền công? Xin miễn trả lời." Cổ Du cười gượng: "Chỉ có lão trọc thất không là biết đại thừa thiền công. Chắc lão trọc ấy truyền thụ cho ngươi ở Định Lâm Tự." Thạch Mộng chấn động nói: "Trường Thanh Cốc chủ, lúc ấy cũng có mặt ngươi ở đó mà. Bản động chủ ở chỗ nào cũng có mặt. Tuy tuyệt đỉnh thông minh,
nhưng chàng cũng không tài nào nhớ ra lúc ấy Thất Hải Giật Tẩu có mặt ở chỗ nào. Ngay lúc ấy Thất Hải Giật Tẩu gầm lớn: "Các đệ tử Kim Ngân Hắc Xà đệ tử, bất kể là phải hy sinh tới đâu, hãy mau trừ diệt tiểu tử ấy cho lão phu." Mười mấy tên đệ tử dạ rang, nhân ảnh ồ ạt tung tới. Thạch Mộng quát lớn: "Các ngươi làm gì được ta?" Chàng dẫn khởi 12 thành công lực đập tới Thất Hải Giật Tẩu. Hắn không thèm tránh, đưa song chưởng lên nghênh đón. Bình bình, chưởng phong chạm nhau phát ra những tiếng nổ lớn. Chu vi năm trượng bị chưởng phong chụp xuống. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã trao đổi với nhau hơn 8 chưởng. Thân dưới cả hai đều bị dao động. Ngay lúc ấy Thạch Mộng hô to: "Tiền bối, hãy chạy ra cửa phía trước động mau." Chàng chợt nghe âm thanh của xà cơ vọng tới: "Thạch Mộng, hãy cố gắng lui sát bờ hồ nước độc." Chàng chợt hiểu ra mưu kế của xà cơ, nên hoành thân đánh liên tiếp 3 hướng. Thất Hải Giật Tẩu gầm rú: "Tiểu tử, ngươi chớ hòng chạy thoát, ngươi không thoát thân hôm nay được đâu." Thất Hải Giật Tẩu đánh liên tiếp theo mấy chưởng, chưởng nào cũng toàn là tuyệt chiêu trí mạng. Thạch Mộng cố ý lùi thân đến ven bờ hồ nước độc, sau lưng của chàng là độc trì. Bọn đệ tử xà Dương Động đứng ở dây ở bên ngoài hơn mấy trượng quan sát trận ác đấu. Chúng không có chỗ sơ hở nào để tham dự trận ác đấu đó, nhưng cũng không chịu nới rộng vòng dây. Thạch Mộng nhận biết cục diện hôm nay chỉ với sức mạnh của Đại Thừa Thiền Công khó mà thắng được Thất Hải Giật Tẩu, chàng chỉ mong giữ được thế không bại là đủ. Song chưởng của Thất Hải Giật Tẩu đang đánh tới, Thạch Mộng chuyển ý không ngên tiếp mà lạng thân qua mấy trượng tránh chưởng. Chưởng lực của Thất Hải Giật Tẩu đánh vào khoảng không, hắn tùng thần đến đánh tiếp hai chiêu nữa. Thạch Mộng cười gằn một tiếng, chàng liếc nhìn xuống mặt nước hồ độc. Nó chỉ rộng độ 5 trượng chu vi, với khinh công thượng thừa chàng miễn cưỡng cố sức có thể nhảy qua được. Chàng nảy ra một diệu kế ở trong lòng cả mừng. Mắt nhìn chưởng phong của Thất Hải Giật Tẩu sắp tới, đột nhiên chàng hú lên một tiếng dài. Song tủ chấn mạnh, thân hình giọt mau lên không. Giúp, mau như sao băng, tư thế tuyệt đẹp. Chàng đã giọt thân qua bên kia bờ hồ nước độc. Thất Hải Giật Tẩu cuồng nộ kêu lên: "Thạch Mộng, ngươi định giở trò gì đây?" Hai mắt của Thất Hải Giật Tẩu đỏ ngầu như máu. Đứa con thân yêu của hắn đã chết dưới tay của Thạch Mộng, hắn nỡ nào cam tâm. Hắn dẫn quỷ công lên song cước như hai cột chuyển động hết sức là lạ lùng, trở thành một màn cước ảnh, nhưng thân của hắn không hề di động. Rất đột ngột bất ngờ, thân hắn biến thành một làn khói bay vọt về phía của chàng. Người hắn chưa tới 10 luồng chỉ phong đã bắn ra lạnh lẽo cực điểm. Thạch Mộng vội thu hết bình sinh tàn lực, đánh tới một chưởng đồng thời quát lớn: "Hôm nay chúng ta tất phân thắng bại." Chưởng phong của chàng bức bách Thất Hải Giật Tẩu phải thu chỉ công lại. Thạch Mộng vận dụng Đại Thừa Thiền Công tạo thành một bức tường sắt để cho Thất Hải Giật Tẩu không xuyên phá qua được, ắt hắn phải rơi xuống độc trì mà chết. Nào ngờ quỷ công của Thất Hải Giật Tẩu quá tinh diệu cao thâm, hai chân của hắn khua động không tài nào nhìn rõ động tác, chẳng khác nào là cưỡi gió xuyên mây. Eo lưng chuyển mấy lần đã phi thân tà tà tới nơi. Cùng một lúc hơn 10 đệ tử của xà Dương Động cũng đã phi thân qua hồ. Hơn 10 luồng chỉ lực đập tới một lúc, dù chàng muốn nghênh tiếp cũng không đủ sức. Chàng hú lên một hơi dài, cước bộ đạp mạnh rồi giọt thân người lên không. Ngờ đâu thân chàng còn lơ lửng giữa lưng chừng không trung thì đã nghe Thất Hải Giật Tẩu gầm lớn: "Tiểu tử, bây giờ ngươi còn định thoát thân tới đâu nữa?" Bóng xanh giọt bắn người mau như là một tia chớp, đã chặn trước đường rơi thân của chàng. Thạch Mộng cả kinh, nói về võ công so với quỷ thư của Thất Hải Giật Tẩu quả thực chàng chưa thể hơn được. Tiếng thối lưỡng nan, chàng ngấm ngầm thở dài. Ngay lúc ấy thì Thất Hải Giật Tẩu lại quát lên rùng rợn: "Tiểu tử, hãy nạp mạng đi." Chưởng phong của hơn 10 tên đệ tử xà Dương Động cùng cuốn quét ào ào tới. Trong lúc nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc ấy, chàng sực nhớ ra xà Dương, liền tà tà buông thân rơi xuống chính giữa mặt hồ, động tác vô cùng nhẹ nhàng đứng trên mặt nước. Dưới mặt nước độc trì ấy đương nhiên có xà cơ đỡ lấy chân của chàng. Thạch Mộng cười ha hả khiêu khích Thất Hải Giật Tẩu: "Cổ Du, ngươi làm gì được ta? Có bản lãnh thì hãy theo ta ra đây." Bọn đối phương ai nấy đều thất sắc,
cơ hồ không tin ở mắt của mình nữa. Thất Hải Giật Tẩu không thể nào dừng chân giữa không trung. Hắn đứng trên bờ hồ đọc sắc mặt vừa kinh dị lại vừa tức giận. Trong nhất thời không nghĩ ra cách đối phó. Hốt nhiên một tên đệ tử phát nói. Trong độc trì hiển nhiên phải có chỗ đặt chân, tại sao xưa nay chúng ta lại không biết? Thất Hải Giật Tẩu vẫn ngây người nhìn Thạch Mộng không nói một câu. Trong lúc ấy Xà Cơ truyền âm nhập mật nói với chàng. Thạch Mộng, đến giờ rồi, ngươi hãy đối phó với bọn người ấy, ta sẽ nhân cơ hội này rời khỏi nơi đây. Thạch Mộng cũng truyền âm đáp, tiền bối cứ đi đi, chỉ cần tiền bối rời được nơi đây, giảng bối sẽ theo ra sau. Dứt lời Thạch Mộng giọt thân lên, chưởng lực như sấm sét chụp xuống Thất Hải Giật Tẩu. Hắn nổi giận hừ lên một tiếng, đảo loạn chưởng ngên tiếp. Hai đối thủ đánh liên tiếp năm chiêu. Trong chớp mắt ấy, mặt nước hồ độc bỗng sôi lên, một luồng sóng lớn cuộn cao xanh biếc. Biến động đột ngột bất ngờ ấy khiến cho đệ tử kinh ngạc kêu rú, hỗn loạn công kích. Với tiếng rú rùng rợn của những tên đệ tử bị nước độc bắn trúng, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Thất Hải Giật Tẩu quát lớn, tiểu tử, ngươi làm trò quỷ gì đây? Chàng cười ha hả, một cột nước từ độc trì lại giọt dựng lên rồi rơi tua tủa xuống như là một cơn mưa lớn. Nơi chỗ đứng của Thạch Mộng và Thất Hải Giật Tẩu cũng bị nước độc bắn tới. Thất Hải Giật Tẩu sợ đến tái nhợt sắc mặt, hắn luống cuống tay chân thì một tiếng quát dữ dội vọng tới. Tinh thần Thất Hải Giật Tẩu đang chấn động, bị Thạch Mộng thừa cơ phát chưởng đẩy lùi 5-6 bước. Sắc mặt càng tái, bị thụ thương không nhẹ. Mười mấy tên đệ tử Xà Dương Động ôm đầu chạy loạn không còn ra đội ngũ gì nữa. Đột nhiên trong lúc ấy Thạch Mộng nghe có tiếng của Xà Cơ. Thạch Mộng, ma nữ sắp đến rồi đó. Không có thì giờ suy nghĩ, chàng hú lên một tiếng phi thân ra phía ngoài cửa của Xà Dương Động phủ. Vừa ra đến cửa, mắt chàng như bị lóa sáng. Ma Thượng Ma đã đứng ở một bên cửa, hai ánh mắt xanh biếc dễ sợ. Thạch Mộng vội hít một hơi chân khí dừng lại cách hắn hơn một trượng. Ma Thượng Ma cười gằn, Thạch Mộng, hóa ra là ngươi. Nhất thời ta sơ ý không nhớ thần ngươi đã trúng độc thi ma, nên vào nước độc lại được độc trì, khiến cho ngươi không chết, coi như cứu ngươi sống sót. Thạch Mộng kinh hoảng, chàng lạnh lùng lên tiếng đáp. Đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi biết đã muộn rồi. Ai bảo muộn? Đôi mắt xanh biếc của lão bà Ma Thượng Ma quét nhanh quanh độc trì, chợt thấy mấy xác chết. Đến cả Thất Hải Giật Tẩu cũng bị thụ thương. Lão ma nữ biến sắc, đột nhiên Ma Thượng Ma phát ra những tiếng hú lanh lảnh, xe xé nửa như là cười mà không phải cười, nghe chói tai động tâm. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, nửa vận đại thừa thiền công lên, trừ khử tạp niệm, khắc chế tiếng cười ma quỷ dị thường của Ma Thượng Ma. Lão bà thấy Thạch Mộng vẫn đứng uy nghi không khỏi thất thần, lạnh lùng lên tiếng. Thạch Mộng, ngươi còn cho là chậm nữa không? Chàng không đáp, cũng chẳng đưa mắt nhìn Ma Thượng Ma, cứ im lặng không lên tiếng. Nhưng ở trong bụng của chàng tự cười thầm, nếu lão bà cho rằng ta đã bị trúng ma công là đã trúng kế ta rồi. Bây giờ đại thừa thiền công đã được chàng dẫn đến 12 thành công lực phát ra. Ma Thượng Ma hoảng hốt kinh dị nhưng không còn kịp né tránh. Sắc mặt của lão bà biến thành xanh xám rồi gầm rú lên. Người đã học được thiền công ư? Trong lúc cấp thiết lão bà buộc phải đưa song chưởng lên. Miễn cưỡng ngân tiếp, đồng thời miệng của lão hơi hé ra. Đưa cái lưỡi thụt ra thụt vào, chẳng khác nào lưỡi của một con rắn. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau, bình một tiếng khủng khiếp. Nhân ảnh vội lên. Ma Thượng Ma bay dội ra bên ngoài cửa động mất tích. Thạch Mộng cũng cảm thấy trước ngực như bị trúng một quả trì nặng. Bộ chàng thối lùi liên tiếp 7-8 bước, máu lộn lạo ở trong người, cơ hồ như muốn phun ra ngoài. Chàng đã thụ thương không nhẹ, nhưng thấy Ma Thượng Ma bị thương, chàng đánh búng ra xa chắc chắn lão bà phải bị thọ thương nặng hơn. Bất giác chàng mừng thầm định cất tiếng cười, vết thương bị động. Chàng lại phun ra một tia máu. Thất Hải Giật Tẩu chỉ chờ có cơ hội ấy. Lão cười học lên, tiểu tử chớ vội đắc ý. Bóng xanh của hắn giọt tới bên Thạch Mộng. Trong một lúc sơ ý chàng giật mình biến sắc. Nhưng đang lúc máu tuôn ra như suối,
không còn đủ sức vận công lực để đối phó. Thân hình Thất Hải Giật Tẩu chớp nhoáng đã đến bên chàng, một chưởng nhắm ngay ở giữa ngực của chàng. Chính đang lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc ấy, chàng tự nghĩ tất phải chết, hai mắt liền nhắm lại, đợi chờ chưởng lực của Thất Hải Giật Tẩu đánh trúng. Đột nhiên chàng nhớ đến thân thế còn mơ hồ của mình, thù lớn chưa xong, thực chết không nhắm mắt được. Thình lình một tiếng quát thánh thoát vọng đến, rồi có tiếng nước khuấy động. Thạch Mộng phấn chấn tự biết là Xà Cơ đã kịp ra tay cứu. Chàng vội mở mắt ra, bình. Chưởng của Thất Hải Giật Tẩu vừa chạm vào ngực của chàng, chàng rống lên một tiếng nữa, máu phun ra hơn cả trượng, thần văng ra ngoài xa. Nhưng đồng thời lại một tiếng bình nữa, lại một tiếng rú thảm khóc vang dội ra xa hơn một trượng, ngã đảo xuống mặt đất. Một bóng nhân ảnh phi vọt đến bên Thạch Mộng, ôm nhấc chàng vọt thân ra khỏi Xà Dương động phủ, chớp mắt đã biến mất. Người ấy chính là Xà Cơ. Thạch Mộng nguyên đã bị thương, lúc Thất Hải Giật Tẩu đánh thêm một chưởng, may mà Thất Hải Giật Tẩu vội vàng xoay chưởng lại tự cứu, nên sức mạnh của chưởng đã bị giảm nhẹ đi rất nhiều, nên chàng tuy bị trọng thương nhưng không đến nỗi phải bất tỉnh nhân sự. Chàng yếu ớt than rằng: tiền bối lại cứu vãn bối một lần nữa, người thọ thương quá nặng, hiện tại không nên nói năng nhiều. Không bao lâu Xà Cơ đã mang Thạch Mộng ra khỏi Xà Dương động. Ánh nắng ở bên ngoài chói chang, nàng thở phào một hơi, nhìn lên ánh dương quang rồi lẩm bẩm: mấy chục năm ở trong động quyệt thoáng qua như giấc mộng. Thạch Mộng gượng một nụ cười thê thảm: vãn bối sống sót hai lần đều nhờ tay tiền bối. Xà Cơ vẫn ôm chàng chạy, nàng tìm được một động núi hoang dại, vội chui vào đặt chàng xuống đất, rồi móc mấy viên thánh dược đem theo ở bên mình cho chàng uống. Nàng lại giúp cho chàng xoa bóp các huyệt đạo, phục dịch cho chàng hết sức là cẩn thận. Chàng vốn gặp kỳ ngộ, công lực thâm hậu hơn người, lại được Xà Cơ chuyên tâm chữa trị, nên chỉ nửa ngày thương thế đã khỏi hơn nửa phần. Chàng ngồi bật dậy dựa vào vách núi đá. Xà Cơ ngồi sát bên chàng, nghe rõ cả hơi thở. Từ trong thân thể của Xà Cơ toát ra mùi hương kỳ lạ đặc biệt của nữ nhân. Nàng vốn đẹp như là thiên tiên. Vô hình trung Thạch Mộng đã bị kích động, tim đập loạn xạ, rồi đỏ bừng sắc mặt. Xà Cơ xoay đầu nhìn chàng, nàng hơi giật mình vì hai thân thể quá gần, rồi lại tự như là bị kích động. Nàng đỏ mặt nhìn chàng, cười nụ cười hết sức là nhu hòa. Nụ cười ấy khiến cho Thạch Mộng nhớ lại những kỷ niệm qua, 3 tháng ở chung một chỗ với nàng. Sực nhớ có lần nàng đã nói ra ý định xin chàng một vật. Nhân cơ hội này chàng vội hỏi để trấn tĩnh: Tiền bối có nhớ đã từng nói một câu chăng? Xà Cơ mỉm cười hỏi lại: ta nói chuyện với ngươi quá nhiều, ngươi hỏi ấy là câu gì? Tiền bối nói muốn xin vãn bối một vật gì đó, không biết đó là vật gì. Xà Cơ đỏ ửng nét mặt rồi hạ thấp giọng nói: ta vẫn còn nhớ nhưng ta không dám nói ra. Tiền bối vẫn sợ vãn bối không đáp ứng. Đúng thế. Chàng nhẹ cười: tiền bối lo sợ quá thừa rồi. Tính mạng của Thạch Mộng này 2 lần đều do tiền bối cứu thoát. Dù tiền bối có muốn xin cái đầu của vãn bối cũng không dám chối từ. Xà Cơ vẫn đỏ ửng nét mặt rồi ấp úng nói: đúng là vậy chứ. Thần sắc lạ lùng của nàng khiến cho chàng cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao nàng lại xúc động đến thế. Chàng vội nói: Thạch Mộng tuy tuổi trẻ ngu độn, nhưng nói là giữ lời, tuyệt không dám bội tín. Xà Cơ im lặng khá lâu, sắc mặt của nàng càng đỏ ửng lên tới tận cổ. Cuối cùng chàng quá nghi, liền cố gắng hỏi: ân đức của lão tiền bối Thạch Mộng không cách nào báo đáp, chỉ hy vọng tiền bối cứ nói ra, vãn bối dù có phải nhảy vào lửa cũng không chối từ. Đột nhiên Xà Cơ như cố hạ quyết tâm, nàng đắm đuối nhìn Thạch Mộng. Ánh mắt của chàng chạm vào ánh mắt của nàng. Chàng một mình xưa nay cơ hồ chưa bao giờ chàng nhìn thấy ánh mắt của nàng lạ lùng đến như vậy. Nó vừa lạ lùng vừa quyến rũ một cách đặc biệt. Nàng u quán mở lời: ta muốn xin ngươi. Xin cái gì? Nàng không nói. Thạch Mộng nóng ruột hỏi: xin cái gì? Xin một đứa con với ngươi. Mấy câu ấy từ miệng của Xà Cơ nói ra,
khiến cho cả hai đều ngây người trong chốc lát. Bốn mắt nhìn nhau không ai dám động đậy. Thạch Mộng kinh ngạc quá sức tưởng tượng. Cuối cùng xà cơ u quán nói. Môn phái xà tiên của ta không thể để tuyệt tự. Người có đáp ứng hay không? Bây giờ thật sự chàng không nghĩ được gì. Chàng không biết làm sao cho phải. Đáp ứng chăng? Xà cơ tuy hình dáng chẳng khác gì thiếu nữ. Nhưng sự thật tuổi đã hơn trăm rồi. Chỉ nhờ thuật trú nhang mà giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn. Còn không đáp ứng như vậy chàng là nuốt lời hay sao? Thạch Mộng cảm thấy có sự khó khăn. Mặc dù nói về nhan sắc mỹ lệ của nàng, chàng có nằm mơ cũng không dám cầu. Lâu lắm chàng không dám cất lời. Xà cơ lại nói, Thạch Mộng, ta tuyệt không nài ép miễn cưỡng ngươi. Nói thành thật, ngươi là một người nam nhân đầu tiên mà ta gặp gỡ trong gần 100 năm nay. Có lẽ yêu cầu của ta quá viển vông vì ta đã là một lão nhân rồi. Thạch Mộng thu dũng khí lại nói, tiền bối vẫn còn sinh con được sao? Đại khái là vẫn có thể. Biết bao lâu mới có thể thụ thai. Điều đó chỉ có trời an bài. Ngươi, Thạch Mộng đồng ý. Hai người ôm lấy nhau, tim dồn dập. Rồi cuối cùng, trong động núi thanh vắng ấy, họ đã thành thân. Đột nhiên ngoài động có tiếng động nhỏ. Trong lúc mây mưa ân ái họ không hề nghe. Và cũng chẳng bao giờ chú ý tiếng động nhỏ im bặt. Mây mưa đã xong, hai người đều toát mồ hôi, mặc lại áo quần tựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Cả hai không ai lên tiếng, cuối cùng xà cơ là người nói trước. Đa tạ Thạch Mộng ngươi. Chàng chưa vội đáp, đây là lần thứ nhất chàng thật sự gần một nữ nhân. Nào đâu ai ngờ, nữ nhân ấy lại lớn hơn chàng đến trăm tuổi. Không hiểu vì sao xà cơ lại tống tức khóc. Chàng ngạc nhiên nói, tiền bối, ngươi còn gọi ta là tiền bối làm gì? Tên ta là Ngọc Trân, ngươi nên gọi bằng cái tên ấy. À Ngọc Trân, tại sao cô nương lại khóc? Vì ta sắp phải đi. Cô nương định đi đâu? Chưa biết, ta không muốn lìa xa ngươi nên khóc. Thạch Mộng nhìn nàng, chàng rất cảm động lưu luyến. Một nữ nhân thuần khiết trong trắng như nàng mà phải cô độc cả đời. Tuy nàng là hậu duệ của xà tiên, nhưng có khác gì người bình thường đâu. Nàng tuy tuổi đã hơn trăm, nhưng có khác gì một thiếu nữ. Thạch Mộng chuyển niệm thành tâm nói, Ngọc Trân, ta cũng không muốn rời xa nàng. Tại sao chúng ta lại không đi cùng nhau? Xà cơ lắc đầu nói, e rằng ta không có diễm phúc ấy, vì ta đã là một lão nhân. Chàng cười đáp, Ngọc Trân, từ nay ta không muốn nghe nàng nói như thế. Nàng có gì là lão đâu. Dù nàng có tự nhận như thế, Thạch Mộng ta vẫn không tin. Nếu ta cứ nói, ta cũng hơn trăm tuổi, nàng có tin hay không? Xà cơ cười buồn bã nói, thật sự tuổi ta đã hơn trăm rồi mà. Chàng bật cười ha hả. Thật sự ta cũng hơn trăm tuổi rồi mà. Xà cơ cũng bật cười, nụ cười nàng vô cùng diễm lệ. Sao người lại nói như thế? Thạch Mộng nhìn sâu vào mắt của nàng và nói, Ngọc Trân ơi, nàng là một nữ nhân trong sạch, nàng vẫn là một thiếu nữ 20 tuổi. Tâm trạng của nàng cũng là tâm trạng của một thiếu nữ đôi mươi. Với tâm trạng ấy, nàng không hề già một chút nào. Ta tình nguyện bằng tuổi nàng, ta chỉ là một nam nhân tội nghiệp, thân thế bất minh, thù nhà chưa trả, chứ không phải là một người trẻ tuổi vô tư lự. Xà cơ im lặng, chàng lại nói tiếp, Ngọc Trân, không cần phải nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nếu nàng hạ sinh một đứa con, chẳng lẽ nó không phải là con của Thạch Mộng đây sao? Xà cơ lại đỏ ửng mặt. Chính ngay lúc này ở ngoài cửa động có một chiếc bóng trắng lướt qua rồi hiện ra một người. Thạch Mộng vừa nhìn thấy cả kinh vội kêu lên, Như Thư. Ngoài cửa động chính là Bạch Hàm Như. Mặt của nàng đầy vẻ oán hận, hai mắt như có lửa. Nàng lớn giọng nói, Thạch Mộng, ta không ngờ ngươi là một loài cầm thú chứ không phải con người. Bạch Hàm Như ta đâu có mù mắt mà cứ tưởng ngươi là chính nhân quân tử. Thạch Mộng sợ đến run thân. Chàng biết phải phân giả như thế nào đây? Thực tế chàng và xà cơ đã phát sinh một mối quan hệ. Khó mà phân giải đi, càng chứng tỏ sự giả dối của chàng. Vô hình trung chàng cúi đầu xuống. Chàng biết rằng Bạch Hàm Như rất yêu thương chàng.
nhưng không biết vì sao nàng lại xuất hiện vào lúc này làm gì. Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên hỏi: Như Thư, sao Thư Thư lại đến nơi đây được? Câm miệng, ai là Thư Thư của ngươi bao giờ? Lúc ấy Xà Cơ đã đứng dậy nở nụ cười bi thảm. Vì bạch cô nương, đây có lẽ là bí phủ chủ nhân, xin chớ giận. Thạch Mộng tất cả đều do lỗi của ta, y không phải là người như bạch cô nương nói đâu. Bạch Hàm Như cười gằn: Ai cần dâm phụ lăng loàn ngươi xen vào? Xà Cơ vẫn ôn nhu: Bạch cô nương, sau này cô nương sẽ rõ. Bây giờ có giải thích thì cũng bằng vô ích. Vừa nói nàng vừa bước ra bên ngoài cửa. Ngẩng đầu lại, nàng u quán nói với Thạch Mộng: Bạch Mộng, duyên số chúng ta đến đây chấm dứt, xin cáo từ. Bạch Hàm Như vẫn đứng yên ngoài cửa động, hai mắt nhìn vào mặt của Xà Cơ, lồng lên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Xà Cơ bước tới cửa động nhìn Bạch Hàm Như, nàng bi thiết mỉm cười nói: Bạch cô nương, ta không có ý làm cho cô nương buồn, xin đừng quán trách ta. Đột nhiên bóng trắng giọt tới, Bạch Hàm Như xuất thủ nhanh như điện, tát hai bạt tay như trời giáng vào mặt của Xà Cơ, đồng thời quát mắng: Dâm phụ vô sĩ, ta hận không giết chết ngươi ngay bây giờ. Thạch Mộng kêu lớn: Như Thư, sao lại đánh nàng chứ? Ta hận chưa giết được con dâm phụ ngươi, ngươi đau lòng lắm hay sao? Im đi. Nhất thời chàng nổi giận bất giác quát to một tiếng. Xà Cơ rơi nước mắt buồn bã nói: Thạch Mộng, ngươi không nên đối với bạch cô nương như thế. Nàng yêu ngươi lắm, bây giờ ta mới nhận ra mình lầm. Hy vọng các ngươi không vì ta mà giận hờn nhau, nếu không ta sẽ ân hận suốt đời. Dứt lời nàng chuyển thân ra đi. Câu nói ấy khiến cho Thạch Mộng cảm động không ngăn được nước mắt. Mấy tháng nay ở gần nàng, Xà Cơ đối với chàng cư xử chẳng khác gì một người mẹ hiền, giúp cho chàng yên ổn sống qua những ngày tháng nguy nan. Khi còn ở với nàng, chàng chưa cảm thấy mất mát. Nay nàng sắp phải ra đi, chàng mới hồi tưởng lại và nhớ đến những ngày cũ tha thiết. Thạch Mộng nhìn theo hình bóng của Xà Cơ mất dần giữa khu rừng vắng, không nói nên lời. Đột nhiên chàng gào to: Ngọc Trân, Ngọc Trân ơi! Nhưng Xà Cơ đã điểm mạnh cước phi thân đi mau dùng dục. Thạch Mộng vội giọt người theo, nhưng tự biết Xà Cơ không bao giờ quay lại nữa. Chàng bèn dừng cước bộ ngẩn người đứng ngay ra một lúc lâu. Một luồng gió núi lạnh lẽo thổi qua mặt lay chàng tỉnh lại. Nhớ tới Bạch Hàm Như còn ở bên thân, chàng xoay thân nhìn thì bóng của Bạch Hàm Như cũng đã biến mất từ bao giờ. Chàng biết Bạch Hàm Như cũng đã bỏ đi rồi. Chàng khẽ nhếch môi cười đau khổ tự lẩm bẩm: Thôi thế thì càng hay. Thạch Mộng ta chẳng xứng đáng cho nữ nhân yêu thương. Ta chỉ là một người chẳng biết tên tuổi thật là gì, cần gì phải tự chuốc lấy thêm phiền não. Đột nhiên hình ảnh của Long Môn cư sĩ hiền hòa hiện ra trong não của chàng. Đó cũng là điều tự nhiên khi một người đang thất chí, vô hình trung thương nhớ lại người mà mình thân ái nhất. Ở đây cách Long Môn Thạch Động không xa, chàng lập tức triển khai khinh công nhắm hướng về Long Môn Động. Chỉ trong thoáng chốc, chàng đã trở về tới Long Môn Động. Dừng trước mộ của ân sư, chàng cảm khái vô cùng nên im lặng trầm tư. Đột nhiên có một chiếc bóng áo lục giọt đến nơi. Thạch Mộng cả kinh xoay đầu nhìn lại, thì ra là nữ tỳ của Băng Cơ Thường Nga tên là Lục Yến. Chàng cảm thấy kỳ quái, đang định truy hỏi Lục Yến, nàng đã mở lời nói trước: Thạch công tử, nương nương có lệnh cho tiểu tỳ mời công tử. Đi đâu? Đương nhiên là đến Võ Lâm Kim Điện ở trên núi Hoa Sơn. Có việc gì? Không biết, nương nương nói vô luận thế nào công tử cũng phải đến, nếu không công tử sẽ ân hận suốt đời. Sao? Thạch Mộng chấn động, chàng hỏi Lục Yến, ta làm sao đến được Võ Lâm đế quân đâu? Hắn đâu có chịu dung thứ cho ta. Lục Yến cười nhẹ, công tử sợ ư? Ta sợ cái gì? Hiện tại đế quân không có mặt ở trong Kim Điện, toàn bộ Võ Lâm Kim Điện giao cho Kim Điện tổng giám tạm thay quyền. Nương nương nói đây là cơ hội hiếm có. Chàng ạ lên một tiếng, nhớ đến thân thế của chàng, nhớ đến lão nhân tóc trắng xấu xí trong vách núi Tử Cốc, nhớ đến Băng Cơ Thường Nga và Lý Chiêu, chưa chịu nói rõ cùng chàng có quan hệ gì. Được, chúng ta đi thôi.
thân ảnh bắn về phía trước. Lục Yến vội vàng theo sau lưng của chàng phi hành xuống núi. Nhưng họ mới đi được có vài trượng. Thạch Mộng, hãy đợi một chút. Một người gọi chàng dừng lại. Chàng giật mình dừng thân. Khi xoay đầu lại, chàng nhận ra đó là Quyền Y quái khách. Không biết từ bao giờ đã đến gần chàng. Thạch Mộng ngạc nhiên nói: Quyền Y quái khách, Thạch Mộng ta dù có ở nơi đâu cũng không thoát được các hạ. Quyền Y quái khách ạ lên một tiếng: Thạch Mộng, người muốn trách ta làm gì? Thạch Mộng không đáp, chàng hỏi ngược lại: Quyền Y quái khách, hôm nay các hạ gặp ta có chuyện gì? Quyền Y quái khách chưa vội đáp lời của chàng, trước tiên y đưa mắt liếc nhìn Lục Yến một cái. Thạch Mộng, ngươi đột nhập vào Xà Vương động phủ có phát hiện được gì lạ không? Rất nhiều. Nếu tại hạ phán đoán không sai, quả kiếp của Võ Lâm sắp xảy ra rồi đó. Ngươi bằng vào chứng cớ gì mà nói như vậy? Sự thật là như thế. Xà Vương động phủ có một tổ chức bí mật, đứng đầu là lão bà Ma Thượng Ma, và có cả Thất Hải Vật Tẩu Cổ Du nữa. Xem ra chúng sắp gây đại họa cho Võ Lâm rồi đó. Quyền Y quái khách buộc miệng kêu ạ lên một tiếng, lùi lại hai bước lẩm bẩm: Quả không ngoài dự liệu của lão phu. Lão phu vốn đã có ý hoài nghi tên Thất Hải Vật Tẩu Cổ Du kia tất phải có âm mưu mờ ám. Hôm nay nhớ lại quả là không sai. Nhưng mà Quyền Y quái khách dừng ngang lời ở đó, không nói gì nữa. Hai ánh mắt long lanh lạnh lẽo nhìn Lục Yến. Thạch Mộng đoán ra tâm ý của y. Ý niệm của chàng bỗng động và thầm nghĩ: hình như Quyền Y quái khách có điều gì đó cực kỳ trọng yếu muốn nói ra, nhưng còn ngại vì có mặt của Lục Yến ở đây nên chưa tiện mở lời. Chàng quay lại bảo với Lục Yến: Lục cô nương, hãy về cung bẩm báo, ta sẽ đến ngay sau đó. Lục Yến liếc mắt nhìn Quyền Y quái khách rồi đáp: Dân, nhưng công tử nhất định phải đến đó, kẻo nương nương trách tội tiểu tỳ. Đương nhiên là ta sẽ đến. Lục Yến phi thân giọt đi. Sau khi đợi cho tỳ nữ ấy khuất bóng rồi, Quyền Y quái khách mới chộp lấy tay của Thạch Mộng nói: Đi mau, hãy trở về thạch động, lão phu có chuyện cần nói. Hai người cấp tốc quay trở lại Long Môn thạch động. Quyền Y quái khách chưa kịp nói gì, Thạch Mộng đã giơ tay ra lạnh lẽo nói: Đưa đây. Quyền Y quái khách cười nói: Đưa cái gì? Ngươi muốn lão phu đưa cái gì? Chàng cười ha hả nói: Quyền Y quái khách, các hạ chớ có che đậy giấu giếm với ta. Đương nhiên đó là di vật chiếc dép cỏ, các hạ hãy đưa ra đây. Ủa, làm sao lão phu lại có di vật của Đạt Ma tổ sư chứ? Thạch Mộng cười lớn: Quyền Y khách, các hạ hãy đưa cho ta mau lên. Ân sư vì vật ấy mà bị thảm tử, Thạch Mộng ta buộc phải lấy lại nó. Mưu kế của các hạ mà qua mặt được ta sao? Hốt nhiên Quyền Y quái khách cũng bật cười ha hả. Thạch Mộng quả nhiên người rất thông minh. Điều ấy bất cứ ai cũng dễ đoán ra, cần gì mà thông minh. Chuyện di vật giấu ở Định Lâm tự, tại hạ chỉ nói với một mình ngươi duy nhất là các hạ. Đương nhiên chỉ có các hạ mới tìm tới đó tráo cắp di vật ấy, chứ còn ai vào đây nữa. Quyền Y khách bật cười nhẹ: Không sai, chính ta đã trao đổi rồi. Nhưng người muốn lấy chiếc dép cỏ ấy để làm gì? Ân sư sinh thời khổ tâm suốt đời không lấy được nó, tại hạ muốn quả thiêu nó trước mộ của ân sư để người ngẫm lời. Quyền Y khách giật mình thối lui một bước: Xin đừng làm như vậy, đây là vật quý giá của Phật môn, và Đạt Ma Phật kệ cũng phải nhờ di vật ấy mới giải thích. Người sao nỡ khinh thường quỷ hoài? Chàng trầm sắc mặt: Các hạ nhất định không đưa nó cho tại hạ. Lão phu không phải không đưa, nhưng nếu người có ý tiêu hủy nó thì lão không đưa. Chàng gầm lớn: Nếu các hạ nói một tiếng không nữa, tại hạ sẽ giết chết các hạ liền. Đột ngột Quyền Y khách bắn thân người dọt ra bên ngoài cửa Long Môn thạch động, đồng thời cũng lớn tiếng: Không đưa là không đưa. Thạch Mộng phẫn nộ cực điểm, chàng quát lớn một tiếng, thân ảnh dọt đuổi theo, đồng thời dẫn bí phủ thần công lên song thủ đánh liền một chưởng. Kình lực chưởng phong cuốn đến chụp lấy Quyền Y quái khách. Quyền Y quái khách bị đẩy vào tình thế bắt buộc, đành xoay thân đưa chưởng ngân tiếp. Bình một tiếng dữ dội, Quyền Y quái khách bị chấn động thối lùi hai bước. Bây giờ y đã không còn là đối thủ của Thạch Mộng nữa. Thạch Mộng trầm thanh nói: Quyền Y quái khách, các hạ có đưa hay không? Bảo vật Phật môn lão phu dùng hết tâm cơ mới giữ được đến nay, nỡ nào để cho ngươi hủy hoại nó chứ?
Các hạ thật không đưa ra? Không. Thạch Mộng cười gằn một tiếng. Chàng tung thân lên song chưởng rít gào ồ ạt đánh ra. Lần này quyền y quái khách không dám nghênh tiếp chính diện nữa. Thân hình lạng qua tránh ra bên ngoài hai trượng rồi gào lớn lên. Thạch Mộng, người bức bách ta quá nhiều, tạm biệt. Y tung thân phi ra xa hơn, Thạch Mộng thất kinh. Chàng bị bất ngờ vì quyền y quái khách thừa cơ hội bỏ chạy, lập tức chàng gầm lớn. Quyền y khách, nếu các hạ không đưa ra chớ có trách tại hạ đắc tội. Trong tiếng gầm của chàng đã dẫn khởi Phật môn thiền công lên đến cước bộ, điểm mạnh thân hình, biến thành một luồng khói đuổi theo, nhanh như chớp giật. Nhưng khinh công của quyền y khách cũng hết sức là đặc dị. Thân pháp của y cũng mau lẹ chẳng kém gì chàng. Trong chớp mắt, cả hai người một trước một sau đuổi nhau trên ngọn Long Môn Sơn. Thế nhưng là công lực của quyền y quái khách chung quy vẫn kém chàng một bậc. Thời gian càng lâu, khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại. Đột nhiên Thạch Mộng giọt thân người bay lên cao, đón chưởng đảo lộn gầm như điên cuồng. Dừng lại! Quyền y quái khách đang phi hành đột nhiên có cảm giác bị một tiềm lực nào đó kéo thân hình lại, y rú lên một tiếng, tốc độ chậm dần. Thạch Mộng tức thì phi thân đến trước mặt của y, dương nhanh thủ pháp chộp trúng đầu vai, rồi trầm giọng quát: Quyền y khách, thử xem các hạ có chịu đưa nó cho tại hạ hay không. Quyền y khách rú lên: Thạch Mộng, xem ra công lực của ngươi còn cao hơn trước quá nhiều. Cũng hơn chút ít thôi. Đột nhiên quyền y quái khách biến đổi ngữ khí rồi thở dài nói: Thật là hậu sinh khả quý, thôi được rồi, lão phu đành đưa cho ngươi. Đưa mau, đừng để tại hạ phải ấn lực thêm. Quyền y quái khách lục trong người rồi rút ra một chiếc chép cỏ đưa cho Thạch Mộng. Y rung giọng nói: Thạch đệ, có thật định quỷ quay nó hay không vậy? Vừa nói y vừa tự đưa tay kéo chiếc khăn bịt mặt xuống để lộ ra chân diện mục. Thạch Mộng kinh ngạc lùi lại hai bước. Lão ca ca, hóa ra là ca ca. Thì ra quyền y khách chính là Lạc Dương Dương quá thân. Điều ấy thật ra là ngoài ý liệu của chàng, nên chàng ngây người không nói nên lời. Lạc Dương Dương thấy chàng ngẩn người ra như vậy, bèn cười nói: Thạch tiểu đệ không giữ ý định quỷ hoại di vật của Đạt Ma Tổ Sư nữa chứ? Thạch Mộng trầm ngâm, chàng không đáp câu ấy mà hỏi lại: Lão ca ca, vì nỗi nào mà ca ca phải bịt mặt quá thân làm quyền ý khách vậy? Đạt Dương Dương cười nhẹ: Lão ca ca còn có gia quyến, nếu như dùng chân diện mục ở đời công khai đối địch với Lý Chiêu, há chẳng liên lụy đến gia quyến vô tội hay sao? Do đó đành bịt mặt quá thân cũng là điều bất đắc dĩ. Thạch Mộng gật đầu. Lạc Dương Dương lại nói tiếp: Thạch tiểu đệ hãy nghe lời ca ca, đừng quỷ hoại di vật Đạt Ma Tổ Sư nha. Không, giữ nó chỉ xin hậu quả mà thôi. Vừa nói chàng vừa điểm cước lực phi thân đến trước cửa Long Môn Thạch Động. Đến trước ngôi mộ của Long Môn cư sĩ trầm mặc cầu đảo ân sư một lát, rồi rút ra chiếc dép cỏ Đạt Ma Tổ Sư. Lạc Dương Dương hết sức buồn bã ảm đạm đứng cạnh bên chàng. Chàng rút mồi đánh lửa đốt chiếc dép cỏ ấy. Lạc Dương Dương không cầm được tiếng thở dài. Chiếc dép cỏ bị lửa bốc cháy lên thành một đám khói đen kỳ dị. Đám khói ấy không tản mát tan ra giữa không trung, mà nó tụ thành bốn chữ Tuyết Sơn Phật Chỉ. Đợi đến khi gió núi thổi mạnh rồi, bốn chữ do khói thành ấy mới bị thổi tan. Thạch Mộng, Lạc Dương Dương đứng ngay người ra như tượng gỗ, vì sự việc xảy ra quá ư kỳ dị. Một lúc sau Thạch Mộng mới lẩm bẩm: Quái sự, khai tim tỏa, quảng cử khai kim tỏa. Đột nhiên chàng sực tỉnh cả mừng: À, thì ra là thế. Lạc Dương Dương chưa hiểu nguyên quỷ, bất giác kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn chàng. Thạch Mộng mỉm cười: Di vật dép cỏ của Đạt Ma Tổ Sư kết bằng loại cỏ quảng, chữ cự là đuốc, hàm ý chỉ về lửa. Vì vậy dép cỏ phải được đốt lên mới hiện ra chữ. Tiểu đệ tin chắc Tuyết Sơn Phật Chỉ chính là chiếc chìa khóa để mở thiên phủ bảo tàng đó. Lạc Dương Dương gật đầu. Tuy bốn câu kệ kia có ý nghĩa quá sâu kín, nhưng không phải là hoàn toàn vô lý. Thì ra Đạt Ma Phật kệ chỉ có ý ám chỉ cách mở thiên phủ bảo tàng. Khi xưa ca ca nghe chuyện Đạt Ma dùng bè lao để vượt sông, phát hiện ra thiên phủ bảo tàng, cứ tưởng là câu chuyện thêm thắt bịa đặt, không ngờ lại là nó có thật.
Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thuộc về Thạch Tiểu Đệ rồi đó. Đột nhiên Thạch Mộng thay đổi ngữ khí nói: Lão ca ca, ca ca ngại có mặt tỳ nữ băng cơ thường Nga nên không tiện nói với tiểu đệ chuyện gì. Bây giờ có thể nói được chưa? Lạc Dương Dương nghiêm mặt. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Mấy tháng gần đây không hiểu vì sao Võ Lâm Đế Quân biến mất. Thạch Mộng cười nhạt. Có gì mà kỳ quái? Theo tiểu đệ suy luận, sau sự việc xảy ra với Thất Không Thiền Sư, đế quân đã đến Xà Dương Động Phủ biến thành. Chưa kịp nói dứt lời thì bỗng nhiên chàng bật kêu ồ lên một tiếng, tự lấy tay đập đầu của mình. Hồ đồ, hồ đồ, tại sao ta lại hồ đồ ngu muội đến như thế? Lạc Dương Dương nghi hoặc không hiểu. Thạch Mộng, ngươi nói cái gì mà ngu muội vậy? Thạch Mộng lớn giọng. Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu thực tế chính là Thất Hải Vật Tẩu Cổ Dư đó. Cái gì? Tiểu đệ bằng cứ vào đâu mà nói hắn như vậy? Chàng cười ha hả. Hiện tại Thất Hải Vật Tẩu là động chủ của Xà Dương Động Phủ. Khi trước còn bị rơi vào động, tiểu đệ đã thấy ma thượng ma truyền cho hắn ma công và khuất thân vì hắn. Khi tiểu đệ thoát thân khỏi động, tiểu đệ đã ngờ tên động chủ Thất Hải Vật Tẩu ấy đã đeo mặt nạ da người, mạo xưng là Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu. Lạc Dương Dương trầm ngâm một lúc rồi như giật mình. À, quả nhiên có phần hữu lý. Nhưng bây giờ Lý Chiêu đi đâu? Đột nhiên Thạch Mộng lại nhớ lại. Lão nhân mặt mày xấu xí còn bị kẹt trong vách núi đá ở Tử Cốc núi Hoa Sơn. Toàn thân của chàng phát run lớn tiếng. Là lão ấy, tất nhiên phải là lão nhân ấy. Lạc Dương Dương kinh ngạc hỏi là ai? Chàng đáp vì còn đang nhớ chàng rất có khả năng là con trai của Lý Chiêu. Lòng của chàng đau như cắt, chàng gầm lớn. Đi mau. Lời dứt thân ảnh đã phi xuống núi. Lạc Dương Dương cũng phi thân theo. Nào ngờ chàng mới phi thân mấy chục trượng đã vội dừng thân, lẩm bẩm tự nói. Còn nghi hoặc về băng cơ thường Nga vẫn còn là nghi hoặc. Bà ấy là ai? Chẳng lẽ là băng cơ thường Nga thật? Là vợ của Lý Chiêu thật? Mà phải đành phụ thuộc vào kẻ thù. Nghĩ tới đó Thạch Mộng muốn nổi cơn thịnh nộ. Và chàng nghĩ thầm, trước tiên ta phải làm cho rõ phu nhân băng cơ thường Nga kia. Nếu bà ta là người vô sĩ bỏ chồng hoạn nạn, tùy thuộc kẻ thù lừa dối Võ Lâm, ta sẽ giết chết. Bụng thầm nghĩ như thế, Thạch Mộng thi triển hết tuyệt đỉnh khinh công, biến thân thành một ánh sao lướt xuống chân núi Hoa Sơn. Chàng vẫn giữ tốc độ dọt thân lên ngọn Ma Thiên Phong. Nhưng mới đến giữa sườn núi, hai kim điện võ sĩ đã chặn chàng lại. Khách nhân báo danh, Thạch Mộng. Hai tên võ sĩ kinh dị. Là tội phạm của bản đế quân ư? Gàn người lớn thật. Chàng bật cười ha hả. Hôm nay Thạch Mộng ta có việc nên không muốn làm khó dễ các ngươi. Mau mau lên núi thông báo Thạch Mộng của ta đến tìm. Nhanh lên. Hai tên võ sĩ tự biết chúng không phải là đối thủ của chàng, nên hấp tấp vội vàng phi thân quay lên núi. Đột nhiên chàng gầm lớn, quay lại đây. Hai tên võ sĩ hoảng hốt dừng thân, có việc gì? Chàng lạnh lùng, bảo với tổng giám Diệp Quy, chớ nên ngăn cản thiếu gia ta, nếu không là không chịu nổi hậu quả, biết chưa? Hai tên võ sĩ gật đầu tiếp tục lướt thân lên núi, đợi chúng đi rồi. Thạch Mộng và Lạc Dương Dương không phí thời gian. Cùng phi thân lên núi, vừa đặt chân lên đỉnh Ma Thiên Phong, ở bên tai đã có nghe tiếng gầm thét của Trấn Điện Nhị Tướng. Tiểu tử gan dạ dám thừa cơ lên đây, chỉ sợ lên thì được, nhưng xuống thì không được. Thạch Mộng dương thân tới, miệng cười lạnh. Ai bảo ta lên không được, xuống không được. Trên núi Hoa Sơn này ta muốn đi đâu thì đi. Chàng già Lạc Dương Dương đã đặt hẳn chân lên ngọn Ma Thiên Phong. Trấn Điện Nhị Tướng đều có thân hình cao lớn khác thường, dữ dội hét lên. Tiểu tử tiếp chiêu. Thạch Mộng nổi giận, đồ chó chết. Song chưởng của chàng chập lại đẩy mạnh tách ra nhằm hai tên Trấn Điện Nhị Tướng. Bình bình hai tiếng lớn. Trấn Điện Nhị Tướng rú lên hai tiếng thảm khốc, đồng thời lùi vội lại hơn năm bước. Thân hình của chàng vẫn bất động, hiển nhiên là công lực của hai bên cao thấp quá xa. Dù sao Trấn Điện Nhị Tướng cũng là hai thuộc hạ cao thủ đệ nhất ở đây. Tuy thua đã rõ nhưng vẫn không chịu lui, trái lại còn nổi lửa ngông cuồng. Chúng gầm lên một tiếng, tung thân tiếp tục tiến tới. Tiểu tử hãy tiếp một chiêu nữa.
Hai nhị tướng phân ra hai bên thành thế nương tựa vào nhau, thu hết công lực cả hai đồng phát chưởng. Chưởng phong rít lên liên hồi, quy lực ghê gớm. Nếu là võ lâm bình thường, không ai dám tiếp chưởng lực của hai tên này hợp lại. Chỉ cần một chưởng lực, ít ra cũng có sức nặng hơn ngàn cân. Thanh Mông vẫn cười ha hả, ngầm dẫn đại thừa thiền công. Thân hình của chàng cuốn tới nhanh đến độ không thể mau hơn được nữa. Song chưởng tách ra tiếp đón hai chưởng lực của đối phương. Lại hai tiếng bình bình dữ dội nữa. Trấn điện nhị tướng lại rú lên hai tiếng lão đảo lùi lại. Chân đạp lùi tới đâu, đất lún sâu tới đó. Sắc mặt của hai tên trắng bạch, râu tóc dựng đứng. Thạch Mộng cười lớn nói. Thế nào, còn muốn đấu nữa hay không? Trấn điện nhị tướng giống to tung thân nhào tới. Dừng lại! Từ trong kim điện, có bóng nhân ảnh bay giọt ra. Đó là tổng giám Diệp Quy, hai mắt của lão đầy sát khí. Một quan của lão quét nhìn một lượt lạnh lùng quát. Trấn điện nhị tướng mời lùi lại. Trấn điện nhị tướng gầm rống. Tiểu tử cuồng vọng, xin tổng giám đừng tha y. Thạch Mộng cười khẩy. Nhị vị lão tướng hãy về nghỉ ngơi. Nếu Thạch Mộng ta không hạ thủ lưu tình, bây giờ nhị vị đã xuống tới địa ngục rồi. Trấn điện nhị tướng bị tổng giám Diệp Quy hạ lệnh, đành phải lùi về đứng một bên. Kim điện tổng giám quay về phía Thạch Mộng.